Rồi, xin hãy mến chào các bạn nha. Thì hôm nay sướng tiện một Hoàng Sang mới về một lô máy Kubota Giang Ma. Máy máy này chưa vệ sinh nha các bạn. Thì mình quay video xong vài bữa anh em rảnh rồi vệ sinh và tách nổ từng con cho bạn xem. Thì máy này cũng mới vừa về tới sướng tiện. Rồi anh em quay lên cho bạn xem nha các bạn. Đây, gồm những con Kubota 722, 662, 782 với mấy con Giang Ma 3T nha các bạn. Đây. Mới về luôn bài. 7-8 con nha, 7-8 con Kubota. Đây, về còn nó gì đó các bạn. Về là nguyên đai nguyên kiện vậy đó. Mấy máy này là anh em chưa vệ sinh nha. Vệ sinh lên thì 47 nữa. Này là mới đem về luôn các bạn. Mới về tới xưởng luôn á. Về anh em quay luôn, có sao qua vậy á. Con này là D722. Đây, D722. Rồi 782 nữa nha các bạn. Rồi 662. Nói chung về nguyên lô khoảng 7-8 con đó các bạn. Anh em có nhu cầu sử dụng thì alo nha. Đây, máy này nói chung là về máy này đẹp quay, về đẹp ít bụi nha. Đây có con này là hơi bụi nhiều nè. À, thấy vậy chứ mình vệ sinh xong thì nó sẽ rất là đẹp quay, tại vì bụi bặm nó đóng vậy đó nha, hàng bãi mà. Con này thì D662. Đây, bạn thấy bụi nó đóng đầy cho nha. Thì mình vệ sinh xong thì nó rất là đẹp trai đó, rất là đẹp. Tại vì mình về bãi sao để vậy, gì nó bụi không. Đây, nguyên một lô Kubota luôn các bạn. Này, hàng nói chung là anh em đã tuyển chọn rồi nha, tuyển chọn từ con rồi đó. Này, hàng này thì hàng đẹp không, con này thì Kubota 72. Này, anh em thích Kubota là màu xanh nó rất là đẹp các bạn. Màu xanh nó lên nhàn cầu với nóc nhìn nó nổi lắm, nó đẹp hơn. Như mình lên nhàn cầu thì nó sẽ đẹp hơn con Giang Ma 3T. Cũng một số anh em thì thích Kubota nha, còn một số anh em thì thích Giang Ma. Con này là bánh chấn mỏng nè bạn. Đây, con này như là 782 vậy nha. Đây, con này như là 782. Con này là bánh chấn mỏng mày. Bánh chấn mỏng là con này tua cao nè, tua rất là cao luôn nha. Đây, về một lô rất là nhiều máy Kubota. Này D722 nữa các bạn. D722 thì mới về luôn các bạn, mới vừa về xuống tiện luôn nha. Anh em mới về lên anh em quay cho bạn xem luôn á, quay trực tiếp luôn. Chưa vệ sinh con nào hết chứ. Vài bữa có thời gian rảnh anh em sẽ vệ sinh từng con và test nổ cho anh em xem. Đây, mấy máy này thì nói chung là mới về luôn, còn anh em quay luôn à. Này 72 nữa. Đây, 72 như thứ ba con các bạn, ba con 72. Con thì bánh chấn mỏng rồi, bánh chấn mỏng thì con kia thì bánh chấn mỏng thì con đó là tua nó nhanh á. Đây. Bộ e thì bạn nhìn ha, mới về mà chưa vệ sinh xong là nó vậy là biết máy nó ngon sao rồi đó. Chưa đụng chạm với cái bay này, xịt dầu xương xương vệ sinh xong rồi vô dầu rồi vô nhớt đề lụm các bạn, rất là nhảy nha. Mấy con này anh em đã tuyển chọn rồi đó. Cái con ở trong đó là cái con bánh chấn mỏng đó bạn. Đây, cũng về được mấy con Giang Ma đó nha. Mấy con Giang Ma 3T6366 68 sắc nhỏ, cũng chưa vệ sinh luôn. Nói chung về là anh em mới về xuống tiện luôn. Anh em quay lên cho bạn xem nha. Anh em nào có nhiều cầu dụng thì alo nha các bạn. Con này thì Giang Ma 3T66. Hàng này chưa vệ sinh, chưa vệ sinh em nào hết. Rồi anh em có nhu cầu sử dụng thì alo nha. Rồi bây giờ mình cũng xin tạm dừng tay luôn các bạn. Xin thân ái mến chào tất cả các bạn nha.